thấy sướng không? Nhìn gì á? Ăn xoài này. Thôi nha. Ngon rồi, thôi nha. Ăn thêm miếng nho rồi đi. Này, ăn thêm miếng nho rồi đi. Ăn nho này. Ngoan à. Ăn thêm uống sữa nha. Đây này. Để uống sữa nha. Thôi nha, uống nước không? Này, chị lấy nước cho em uống này. Uống nước đi. Bắt mặt nha. Bắt mặt cho nhanh lành nhá. Bắt mặt cho nhanh lành nhá. Bắt mặt cho nhanh lành được. Mặt cho em nhá. Xong rồi thôi. Xong rồi. Xong rồi. Thế mới nhanh lành được chứ. Này uống nốt bình sữa này. Uống nốt đi nha. Còn một ít nữa thôi đấy. Giỏi lắm. Rất giỏi nha. Wow, giỏi quá. Giỏi quá. Giỏi quá nhỉ. Em còn đau không? Đau nữa không?
Đi, đi ra ngoài cho cháu em ra ngoài chơi nhá. Đi. Chơi chị Giác này. Đúng rồi. Đúng. Chơi chị Giác này. Đây. Chơi chị Giác không? Chơi chị Giác. Ui. Này chị Giác này. Gì lúc? Hả? Gì á? Em kêu giỏi chưa? Em kìa, kêu giỏi lắm. Lúc nào lại đây nào. Đi chơi. Đi. Nó đi chơi không? Đi nào. Đi. Ôm chặt vào. Ôm chặt vào ông ngã nhá. Ôi, ngồm kìa. Ôi. Sao ấy? Ừ? Gì vậy? Thịt tay vô này. Đi ngã nhá.
Đúng rồi. Cổ dài rồi. Đúng rồi. Cái gì đấy? Cái mỏ dài ra luôn. Đúng rồi. Hết hoa của bố rồi. Ngon quá nó biết. Nhìn tôi nhá, đứng giật nhá. Đấy hết hoa của bố rồi. Nghịch. Tắm nhá, cô tắm rửa cho em nhá, tay chân bẩn hết rồi nhá, tắm nhá, dắt kìa.